Trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 29 tháng 7 năm 2024. Chương trình tin tức ngày hôm nay sẽ do Lương Mỹ Linh và Lương Minh Châu phụ trách. Ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, mở đầu là phần tin thế giới. Bản tin đến từ Venezuela cho biết, Tổng thống quốc gia này vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Ông Elvis Almosoro, Chủ tịch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela, ngày hôm nay thông báo, Tổng thống Nicolas Maduro đã tái đắc cử khi giành được đa số phiếu, trong khoảng 80% số phiếu đã được kiểm. Ứng viên đối lập là Edmundo González Urrutia thì giành được 44.2% số phiếu. Ông Maduro, 61 tuổi, lên nắm quyền từ khi cố lãnh đạo Hugo Chavez qua đời vào năm 2013. Mỗi nhiệm kỳ Tổng thống Venezuela kéo dài 6 năm. Ông Maduro từng là tài xế xe bus trước khi bước chân vào chiến trường. Phát biểu trước những người ủng hộ ở phủ Tổng thống, sau khi thông báo từ Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ông Maduro cam kết là sẽ mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước. Trong khi đó, Liên minh đối lập Venezuela thì bác bỏ kết quả bầu phiếu, tuyên bố rằng họ đã giành được 70% số phiếu bầu. Hoa Kỳ, Costa Rica, Chile cùng bày tỏ hoài nghi về kết quả bỏ phiếu. Peru cũng đã cho triệu hồi đại sứ ở Venezuela để tham vấn. Trong khi đó, Chủ tịch Cuba là ông Miguel Díaz-Canel cho biết là đã điện đàm với lãnh đạo Venezuela để chúc mừng ông ta về chiến thắng lịch sử. Trung Quốc cũng đã chúc mừng Tổng thống Venezuela tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Lâm Kiến nói trong một buổi họp báo ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và mang lại lợi ích tốt hơn cho người dân hai nước. Mỹ, Na Uy và Ireland khuyến cáo công dân nhanh chóng rời Lebanon. Chính phủ Hoa Kỳ, Na Uy và Ireland vừa kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon trong bối cảnh lo ngại xung đột leo thang giữa phong trào Hezbollah tại Lebanon và Israel sau vụ tấn công vào cao nguyên Golan mới đây. Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon ra tuyên bố cho biết môi trường an ninh ở Lebanon vẫn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng. Theo đó kêu gọi công dân Mỹ cân nhắc việc đi đến Lebanon. Bộ Ngoại giao Na Uy kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon vì các cuộc tấn công xảy ra mới đây có thể làm leo thang xung đột giữa lực lượng Hezbollah và Israel. Bộ Ngoại giao Ireland cũng hối thúc công dân hạn chế mọi chuyến đi đến Lebanon và khuyến cáo công dân Ireland đang ở Lebanon rời khỏi nước này, trong khi vẫn còn các tuyến vận tải thương mại. Cuộc tấn công bằng phi đạn vào khu định cư Magdal Shams ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát khiến 12 thanh thiếu niên và trẻ em thiệt mạng. Israel cho rằng Hezbollah thực hiện cuộc tấn công này, trong khi Hezbollah phủ nhận cáo buộc trên. Ngày 29 tháng 7, Liên minh châu Âu đã kêu gọi tiến hành cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công tại cao nguyên Golan, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan thận trọng và ngăn chặn gia tăng leo thang. Trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X ngày 29 tháng 7, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell đã chỉ trích mạnh mẽ vụ bạo lực và nhấn mạnh sự cần phải có cuộc điều tra quốc tế độc lập. Nga bác bỏ những cáo buộc là đã đứng đằng sau vụ phá hoại đường sắt của nước Pháp trước thềm Olympic. Điện Cẩm Linh mới đây đã bác bỏ những cáo buộc rằng Nga đứng đằng sau hàng loạt những vụ tấn công vào hệ thống đường sắt của Pháp ngay trước thềm khai mạc Olympic Paris, gây ra hỗn loạn giao thông và đã để lộ ra lỗ hổng an ninh của nước chủ nhà. Bộ trưởng Nội vụ của Pháp là ông Gérard Darmanin nói rằng ông không loại trừ sự liên quan từ nước ngoài ở trong vụ tấn công. Một số hãng truyền thông phương Tây cáo buộc Nga hoặc là các nhà hoạt động cánh tả của Pháp đứng ở đằng sau sự việc. Phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh nói rằng đây chỉ là những tin giả, những lời buộc tội vô căn cứ nhắm vào Nga. Bộ trưởng Darmanin nói rằng ông nghi ngờ các nhà hoạt động cực tả ở Pháp đứng sau vụ phá hoại và giới chức Pháp đã xác định hồ sơ của một số nghi phạm. Các nhà hoạt động cực tả của Pháp thường tiến hành các hoạt động chống nhà nước và chủ nghĩa tư bản, bảo vệ môi trường. Công ty Đường sắt Quốc gia của Pháp cho biết, các nghi phạm đã dùng vật liệu nổ và chất gây cháy để đốt phá hàng loạt cụm thiết bị phát tín hiệu dọc theo mạng lưới đường sắt cao tốc TGV kết nối Paris với nhiều thành phố lân cận. Sự việc gây gián đoạn nghiêm trọng đến mạng lưới đường sắt cao tốc ở xung quanh Paris khiến cho hơn 800.000 người bị ảnh hưởng ngay trước lễ khai mạc Olympic.
Đảng Bảo thủ Anh Quốc gấp rút tìm lãnh đạo mới sau thất bại nặng nề. Ngày 29 tháng 7, cựu Bộ trưởng Kinh doanh Anh Kemi Badenoch đã phát động chiến dịch tranh cử để trở thành lãnh đạo của Đảng Bảo thủ đối lập. Bà trở thành ứng cử viên thứ 6 tìm cách thay thế ông Rishi Sunak sắp mãn nhiệm. Ông Sunak đã từ chức lãnh đạo đảng sau khi Đảng Bảo thủ nhận kết quả bầu cử tệ nhất từ trước đến nay trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn giữ chức vụ lãnh đạo tạm quyền cho đến khi có người kế nhiệm. Chia sẻ trên báo The Times, bà Badenoch cho rằng, thời gian qua Đảng Bảo thủ đã không đáp ứng được những kỳ vọng của công chúng, dẫn tới thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Bà cũng cho rằng các biện pháp quản lý hệ thống tị nạn của Anh Quốc còn quá lỏng lẻo, nhà nước nên ưu tiên công dân Anh lên hàng đầu và thu hẹp phạm vi nhiệm vụ so với thời kỳ đại dịch COVID. Đến nay, ngoài bà Badenoch, các ứng viên khác cũng tham gia cạnh tranh vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ, còn có cựu Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel, cựu Bộ trưởng An ninh Tom Tugendhat, cựu Ngoại trưởng James Cleverly. Các dân biểu Đảng Bảo thủ trong Quốc hội Anh sẽ xem xét để chọn ra 4 ứng cử viên từ danh sách đề cử. 7 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp ở tại sân vận động ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hôm nay, giới chức địa phương cho biết 7 người đã chết trong một vụ giẫm đạp tại một sân vận động ở thủ đô Kinshasa của Congo. Sự việc xảy ra ở sân vận động Stade de Martyr nằm về phía bắc của thành phố Kinshasa. Trong buổi biểu diễn của ca sĩ Mike Kalambayi, vốn là người Congo. Trong bài đăng trên mạng xã hội, đài truyền hình nhà nước Congo cho biết có 7 người chết và một số người được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Trong khi đó, chính quyền thành phố Kinshasa đưa ra thông báo nêu rõ đến tình trạng xen lấn đông người và giẫm đạp tại sân vận động đã khiến cho một số người tử vong. Sân vận động Stade de Martyr có sức chứa 80.000 người. Theo ban tổ chức sự kiện, khoảng 30.000 người đã tham dự buổi hòa nhạc. Vào năm 2022, tại sân vận động này cũng đã xảy ra giẫm đạp khiến cho 11 người chết, trong đó có 9 khán giả và 2 cảnh sát. Vụ việc xảy ra trong một buổi biểu diễn của ngôi sao âm nhạc Phi Châu tên là Fally Ipupa. Ban tổ chức Olympic Paris xin lỗi vì lễ khai mạc. Theo AP đưa tin tại buổi họp báo ngày 29 tháng 7, bà Anne Discam, phát ngôn viên của Thế vận hội Paris 2024 cho biết ban tổ chức không có ý thiếu tôn trọng bất kỳ cộng đồng tôn giáo nào. Dù vậy, họ xin lỗi những người cảm thấy bị tổn thương bởi tiết mục gợi liên tưởng bức tranh The Last Supper, bữa tối cuối cùng của danh họa Leonardo da Vinci. Ông Thomas Jolly, giám đốc nghệ thuật lễ khai mạc, phủ nhận tiết mục lấy cảm hứng từ bức tranh Last Supper. Theo đại diện ban tổ chức, các màn biểu diễn mang đến thông điệp về sự tự do, bao dung, đa dạng văn hóa và chấp nhận mọi sự khác biệt. Về việc video toàn bộ lễ khai mạc bị cho là biến mất khỏi mạng xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới, phía Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết không xóa video mà chỉ hạn chế hiển thị ở các quốc gia vì lý do bản quyền. Tại một số khu vực như Phi Châu, một số quốc gia vẫn có thể xem lại video. Hai ngày qua, nhiều khán giả thế giới chỉ trích lễ khai mạc, cho rằng một tiết mục của chương trình mang ý bán bổ tôn giáo. Hội đồng giám mục của Giáo hội Công giáo Pháp đăng thông cáo đánh giá lễ khai mạc đẹp, vui tươi, tình cảm phong phú, song lấy làm tiếc vì tiết mục gây liên tưởng đến sự chế nhạo đạo Thiên Chúa. Hiệp hội Anh giáo ở Ai Cập cũng cho biết thất vọng với tiết mục The Last Supper, nhận xét rằng lễ khai mạc có thể khiến Olympic mất đi bản sắc thể thao và thông điệp nhân văn. Trước đó, tỷ phú Elon Musk viết trên X về màn diễn này: vô cùng thiếu tôn trọng những người theo đạo Thiên Chúa. Pháp điều tra về vụ vận động viên Do Thái nhận được tin nhắn dọa giết ở tại Olympic Paris. Hãng thông tấn AFP ngày hôm nay đưa tin, cảnh sát của Pháp đã mở cuộc điều tra sau khi 3 vận động viên người Do Thái nhận được tin nhắn dọa giết ở tại Olympic Paris. Bộ trưởng Nội vụ của Pháp, ông Damanin, đã ra thông báo về vụ việc này. Ngoài ra, cơ quan chống tội phạm mạng của Pháp cũng điều tra về vụ dữ liệu cá nhân của các vận động viên Do Thái bị phát tán ở trên mạng xã hội và đang tìm cách gỡ xuống. Cơ quan điện tử quốc gia Do Thái cáo buộc các nhóm tin tặc Iran đã phát tán thông tin cá nhân của những vận động viên của đoàn Do Thái và đã gửi tin nhắn đe dọa. Ngoại trưởng Do Thái đã cảnh báo người đồng cấp của nước Pháp về một âm mưu tiềm tàng nhắm vào các vận động viên và du khách người Do Thái trong thời gian diễn ra Đại hội Olympic Paris. Các vận động viên người Do Thái được các đơn vị đặc vụ tinh nhuệ hộ tống và bảo vệ trong suốt 24 giờ trong thời gian diễn ra Olympic, với sự phối hợp giữa giới chức của nước Pháp và cơ quan an ninh Do Thái. Ngoài ra, giới chức Pháp cũng đang điều tra về tội thù ghét và bài Do Thái ở trong trận bóng đá giữa Do Thái và Paraguay, khi xuất hiện biểu ngữ và các bài hát công kích Do Thái về xung đột ở giải Gaza.
Những người liên quan còn có thể bị buộc tội nghiêm trọng, đó là kích động thù ghét chủng tộc. Ngoại trưởng Iran phản bác về việc Do Thái công kích Tehran, nói rằng những cáo buộc từ phía Do Thái đi ngược lại với hiến chương của Olympic dựa trên hòa bình và hữu nghị. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tỷ lệ ủng hộ bà Harris tăng sau tuần đầu tranh cử. Khảo sát mới nhất cho thấy tuần sau khi ông Biden nhường lại cơ hội tranh cử cho phó tổng thống, tỷ lệ ủng hộ bà Harris tăng đáng kể. Theo kết quả khảo sát được ABC News Ipsos công bố mới đây, 43% người Mỹ cho biết họ có quan điểm ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris, tăng 8 điểm phần trăm so với mức 35% hồi tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump giảm từ 40% xuống 36%. Theo cuộc khảo sát tuần trước, tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng vọt 9 điểm sau vụ ám sát hụt ở Pennsylvania, từ 31 lên 40%. Những cuộc khảo sát tương tự đều cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris tăng lên kể từ khi ông Biden tuyên bố dừng cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, ủng hộ cấp phó ra tranh cử đối đầu với Trump. Trong cuộc thăm dò mới nhất, 63% cử tri Dân Chủ nói họ rất ủng hộ bà Harris trở thành ứng viên tổng thống của đảng. Ủy ban tranh cử tổng thống của bà Harris cho hay đã nhận được hơn 200 triệu Mỹ Kim tiền quyên góp và khoảng 170.000 tình nguyện viên mới ghi danh trong chưa đầy một tuần qua, phá vỡ kỷ lục quyên góp trong tuần đầu tranh cử của các ứng viên. Chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa công bố số liệu quyên góp cập nhật. Trong tháng 6, họ huy động được gần 112 triệu Mỹ Kim. Tỷ phú Elon Musk đã chia sẻ một đoạn video cắt ghép và nhái giọng về chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris mà không gắn nhãn cảnh báo. Đài NBC News đưa tin một đoạn video được ông Musk chia sẻ trên mạng xã hội X sử dụng hình ảnh ở trong những đoạn phim quảng bá chiến dịch tranh cử của bà Harris. Tuy nhiên, phần lồng tiếng ở trong video đã sử dụng giọng nghe giống như giọng của Phó Tổng thống, làm người xem có thể lầm tưởng là chính bà Harris đã đưa ra những phát ngôn như là gọi Tổng thống Biden là người già hay là tự nhận bản thân bà là ứng viên Tổng thống không có năng lực. Ông Musk đã chia sẻ lại video mà không gắn nhãn cảnh báo video có chứa thông tin gây hiểu lầm. Mặc dù tài khoản đầu tiên đăng trên video là @mreganusa cũng đã chú thích đây chỉ là đoạn phim diễu nhại. Tính đến sáng hôm nay đã có hơn 127 triệu lượt xem. Video cắt ghép do ông Musk chia sẻ. Bài đăng này dường như đã vi phạm chính sách của trang mạng X là công ty do chính ông Musk sở hữu về việc cấm chia sẻ thông tin tổng hợp, chỉnh sửa, thiếu bối cảnh mà có thể đánh lừa, gây nhầm lẫn và dẫn đến gây hại cho người khác. Ông Musk vẫn chưa bình luận gì về vụ việc này. Bà Mia Ehrenberg, phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của bà Harris, đã chỉ trích ông Musk và cựu Tổng thống Donald Trump đang mang lại những lời dối trá giả tạo. Ông Trump cố thu hút lá phiếu của kỹ nghệ tiền ảo. Ông Trump là diễn giả chính tại hội nghị Bitcoin 2024 ở Nashville, Tennessee, một cuộc tập họp của những khuôn mặt nổi tiếng trong giới kinh doanh tiền ảo. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố trước cuộc tập họp lớn nhất trong năm của những người dùng đồng tiền ảo rằng nếu được tái đắc cử Tổng thống thì ông sẽ cách chức vị Chủ tịch Ủy hội An ninh và Hối đoái Mỹ trong ngày đầu tiên nhậm chức. Ông Trump đã nhân dịp này tranh thủ lá phiếu của cử tri và khuyến khích cộng đồng tiền kỹ thuật số đóng góp vào quỹ vận động tuyển cử của mình. Đồng tiền cryptocurrency đã trở thành chiến trường có lợi cho phe Cộng hòa khi ông Trump cho rằng đảng Dân Chủ và Phó Tổng thống Kamala Harris có lập trường chống crypto. Chủ tịch Ủy hội An ninh và Hối đoái Mỹ Chancellor đã dẫn đầu cuộc truy quét kỹ nghệ tiền ảo và từng cho rằng ngành này đầy dẫy những tay buôn bán hàng chui. Ủy hội An ninh và Hối đoái Mỹ từng truy tố vua tiền ảo Sam Bankman-Fried khiến ông này phải lãnh 25 năm tù về tội chiếm đoạt hàng tỷ Mỹ Kim từ khách hàng FTX do ông làm chủ. Hiện đã có sự ủng hộ gia tăng từ phía một số thủ lãnh tiền ảo dành cho cuộc vận động tuyển cử của ông Trump trong mấy tháng gần đây. Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã ủng hộ cuộc tranh cử của ông Trump. Và các nhà tài phiệt tiền ảo như hai anh em Winklevoss có mặt tại cuộc tập họp đã lên tiếng ủng hộ ông Trump. Hai vợ chồng ở Oklahoma đã thoát nạn một cách kỳ diệu sau khi bị mất tích giữa biển đến 36 tiếng. Hai vợ chồng ở tại Edmond được giải cứu mới đây ở tại vịnh Mexico. Hai nạn nhân mất tích khi lặn bằng bình dưỡng khí ở tại một vùng biển Texas. Theo đài KFOR-TV đưa tin, cuộc truy tìm kéo dài khoảng 36 tiếng đồng hồ đã nhận được tin tốt lành sau khi lực lượng cứu nạn tìm được hai vợ chồng ở giữa biển khơi cách bờ đến hàng chục dặm. Đoạn phim từ phi cơ của lực lượng tuần duyên cho thấy họ phát hiện ra hai bóng người cách bờ biển khoảng 20 dặm ở vịnh Mexico. Hai bóng người đó chính là Nathan và Kim Marker,
đến từ Edmond. Chú của Nathan Marker đã nói với đài TV rằng quả thật là một phép màu. Trước đó chúng tôi gần như là cảm thấy vô vọng. Lúc Nathan và Kim mất tích, có một cơn bão đang đổ bộ vào đất liền. Cả nhóm người nhái đều ngoi lên mặt nước và chuẩn bị quay lại thuyền. Khi 16 người trong nhóm lên thuyền thì có một con sóng lớn ập vào và nhấn chìm hai vợ chồng. Từ lúc đó, nhà chức trách bắt đầu cuộc tìm kiếm hai vợ chồng. Sau khi lùng sụp 1.600 dặm vuông, đội cứu nạn chuẩn bị ngưng truy tìm thì phi cơ phát giác ra hai nạn nhân trong lần tuần tiễu sau chót. Sau đó thì thuyền cứu nạn đã lập tức ứng cứu. Thanh niên Texas bị buộc tội bỏ rơi trẻ sơ sinh, đứa bé được tìm thấy trong thùng rác. Một cô gái 18 tuổi đến từ Texas đã ra hầu tòa với cáo buộc bỏ một đứa trẻ sơ sinh vào túi nhựa và vứt vào thùng rác. Nghi phạm đã bị buộc tội bỏ rơi trẻ em và tội và số tiền bảo lãnh của cô đã được ấn định là 90.000 Mỹ Kim. Một đoạn video do đài ABC 13 thu thập được cho thấy cảnh giải cứu đứa bé sơ sinh được giới chức đặt tên là Gabriel. Những người ứng cứu đầu tiên lôi Gabriel ra khỏi túi đựng rác và quấn em trong chăn. Đứa bé phản ứng và có thể thấy rõ là em mới sinh với mái tóc ướt, làn da hồng hào và dây rốn vẫn còn. Đứa bé được phát hiện khi cảnh sát phản hồi cuộc gọi 911 từ một người qua đường nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc từ một thùng rác gần khu chung cư ở West Houston. Đứa bé đã được đưa đến bệnh viện và có vẻ khỏe mạnh. Giới chức địa phương cho biết hiện tại đứa bé đang được cơ quan bảo vệ trẻ em chăm sóc. Vài giờ trước khi bé Gabriel được tìm thấy trong thùng rác, một đứa bé khác cũng được tìm thấy trong ghế xe hơi gần thùng rác bên ngoài một nhà hàng. Người cha bị buộc tội tấn công và bỏ rơi trẻ em. Cảnh sát cáo buộc người này đã gọi 911 và nói rằng anh ta đang gặp khủng hoảng sức khỏe tâm thần và không thể chăm sóc đứa bé nữa. Theo luật nơi trú ẩn an toàn của Texas, còn được gọi là luật Baby Moses, cha mẹ để lại trẻ sơ sinh ở nơi an toàn như bệnh viện hoặc đồn cứu hỏa sẽ không bị truy tố tội bỏ rơi trẻ em. Hãng sữa Abbott phải đối mặt với án phạt lên đến 495 triệu Mỹ Kim liên quan đến sữa công thức cho trẻ sinh non. Mới đây, bồi thẩm đoàn ở tại tòa án tiểu bang Missouri kết luận sữa công thức của Abbott Laboratories dành cho trẻ sinh non khiến cho một trẻ sơ sinh mắc bệnh đường ruột nguy hiểm. Theo đó, yêu cầu công ty này bồi thường và nộp phạt tổng cộng là 495 triệu Mỹ Kim. Một cư dân sống ở Illinois là người khởi kiện hãng Abbott đã cáo buộc công ty không cảnh báo sữa công thức của hãng này có thể gây ra bệnh lý nguy hiểm viêm ruột hoại tử sơ sinh. Bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ sinh non và có tỷ lệ tử vong là khoảng 15-40%. Con gái của bà gặp tình trạng viêm ruột hoại tử sau khi được uống sữa công thức của Abbott dành cho trẻ sinh non vào năm 2021. Em bé may mắn sống sót nhưng không thể phục hồi tổn thương thần kinh và sẽ cần chăm sóc một thời gian dài. Bồi thẩm đoàn quyết định công ty Abbott phải bồi thường cho bị cáo 95 triệu Mỹ Kim và nộp phạt 400 triệu Mỹ Kim. Luật sư của bà nhấn mạnh các công ty cần trung thực về sản phẩm của họ và cha mẹ có quyền được biết rủi ro khi sử dụng sữa công thức cho trẻ sinh non. Trong khi đó, các luật sư đại diện cho công ty Abbott sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Similac thì tranh luận rằng những tổn thương lâu dài của bé gái do chấn thương khi sinh khiến cho não bị thiếu oxy. Phát ngôn viên của Abbott là Scott Stofield cho biết là công ty kịch liệt phản đối và sẽ tìm cách lật ngược lại tuyên bố của bồi thẩm đoàn. Ông Stofield cho rằng quyết định của bồi thẩm đoàn đã phớt lờ các bằng chứng khoa học và các ý kiến của chuyên gia y tế. Đây là phiên xét xử đầu tiên trong số hàng trăm đơn kiện tương tự về sữa công thức của công ty Abbott đang chờ giải quyết ở tại nhiều tòa án trên khắp cả nước. Lở đất ở Houston, 8 căn nhà phải di tản. Một vụ sụt lở đất lớn đã xảy ra tại phía tây Houston, khoét một cái hố to, buộc người dân trong 8 căn nhà phải di tản. Sở cứu hỏa Houston cho biết một bể chứa nước bị sập, gây ra tình trạng sụt lún tại Memorial Green, gần ngã tư Memorial Drive và Chestnut Road. Rick McKee, một cư dân trong khu vực, nói với KHOU 11 rằng đó không phải là một cái hố lớn, phải nói là một cái hố khổng lồ. Không có ai bị thương nhưng những người dân sống trong những căn nhà gần đó được di tản như một biện pháp phòng ngừa. Sở cứu hỏa Houston cho biết các kỹ sư có mặt tại khu dân cư để đánh giá thiệt hại. Mặc dù bán kính ảnh hưởng của cái hố dường như không lan rộng nhưng những người sống gần đó rất lo sợ. Một trung tâm mua sắm tọa lạc ngay phía sau hố cũng đã được rào chắn. Và sau đây là những phần tin Á Châu, thưa quý vị. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa là sẽ can thiệp vào vấn đề của Do Thái.
Ông Tayyip Erdogan vừa đưa ra cảnh báo là có thể sẽ can thiệp vào Do Thái, tương tự các hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở tại các khu vực khác. Tại cuộc họp của Đảng Công lý và Phát triển, ông Erdogan tuyên bố cần có biện pháp mạnh để cho Do Thái không tiếp tục đối xử với Palestine như hiện nay. Ông Erdogan so sánh về khả năng can thiệp các trường hợp trước đây ở Karabakh và Libya, nơi mà Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia hỗ trợ quân sự. Cụ thể là năm 2020, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân đến Libya để hỗ trợ chính phủ đoàn kết dân tộc và cũng đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Azerbaijan trong cuộc xung đột với lực lượng ly khai đã được Armenia hậu thuẫn ở tại vùng Nagorno-Karabakh. Phản ứng trước tuyên bố của ông Erdogan, Ngoại trưởng Do Thái là ông Kass ngày hôm nay cáo buộc ông Erdogan đe dọa tấn công Do Thái và so sánh ông với cố lãnh đạo của Iraq là Saddam Hussein. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã lập tức phản bác, ca ngợi Tổng thống Erdogan là tiếng nói của lương tâm nhân loại, cảnh báo rằng những ai cố hủy diệt Palestine sẽ phải trả giá. Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích Do Thái gay gắt kể từ khi xung đột ở dải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm ngoái, đồng thời ngừng mọi hoạt động xuất nhập cảng với Do Thái kể từ tháng 5 và kêu gọi NATO chấm dứt hợp tác với Do Thái. Kim Jong-un thị sát cứu trợ 5.000 người bị cô lập do lũ. Hãng thông tấn Bắc Hàn KCNA đưa tin ngày 29 tháng 7, lãnh đạo Kim Jong-un đích thân chỉ đạo quân đội cứu trợ 5.000 người bị cô lập do lũ lụt tại thành phố Sinuiju và các vùng lân cận giáp biên giới Trung Quốc. Trận mưa kỷ lục ngày 27 tháng 7 khiến mực nước dâng cao vượt ngưỡng nguy hiểm. Ông Kim đến sân bay sau khi đi qua các con đường ngập nước, nơi trực thăng và xuồng cứu trợ đang thực hiện các hoạt động cứu trợ. Kim đánh giá cao nỗ lực của lực lượng cứu trợ, nhưng cũng khiển trách các giới chức vì không chuẩn bị đầy đủ biện pháp ứng phó với mưa bão. Trong một bối cảnh khác, truyền thông đưa tin, con gái ông Kim, cô bé Kim Joo-ae, thường xuyên tháp tùng cha dự nhiều sự kiện quan trọng, như giám sát các cuộc tập trận quân sự hoặc thị sát các cơ sở quốc phòng, kinh tế. Xuất hiện lần đầu vào năm 2022, cô tháp tùng cha tại một cuộc phóng phi đạn đạn đạo liên lục địa. Giới quan sát từ lâu đã gọi Joo-ae là công chúa Bắc Hàn. Hãng Yonhap ngày 29 tháng 7 dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Nam Hàn cho biết cô bé Joo-ae đang được đào tạo để trở thành lãnh đạo kế nhiệm của Bắc Hàn. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Bắc Hàn hay đưa tin về các hoạt động công khai của con gái nhà lãnh đạo, chứ không hề đề cập gì về tương lai chính trị của cô. Mã Lai gửi đơn đề nghị gia nhập vào khối BRICS. Hãng thông tấn Burma của Mã Lai dẫn lời Thủ tướng Ibrahim cho biết, Mã Lai vừa gửi đơn đề nghị gia nhập vào nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, tức là BRICS. Theo thông báo, Mã Lai đã gửi đơn đến Nga, là nước hiện nay giữ cương vị chủ tịch luân phiên của BRICS, trong đó bày tỏ sẵn sàng tham gia nhóm với tư cách là nước thành viên hoặc là đối tác chiến lược. Hiện nay, một số quốc gia đã bày tỏ quan tâm gia nhập khối này. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Venezuela cho biết, ông và Đại sứ Ấn Độ ở tại Caracas đã thảo luận về việc Venezuela dự định gia nhập khối BRICS. Theo đó, Venezuela hy vọng có thể gia nhập BRICS trong năm nay với tư cách là thành viên chính thức tại hội nghị thượng đỉnh của khối này sẽ được tổ chức vào tháng 10 ở tại nước Nga. Trước đó vào ngày 20 tháng 6, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết Thái Lan đã đệ đơn chính thức xin gia nhập vào BRICS tại cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm này được tổ chức một tuần trước đó, đồng thời hy vọng sớm được chấp nhận là thành viên của BRICS ở tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Nga. Tìm thấy trực thăng quân sự Campuchia sau 17 ngày mất tích. Campuchia vừa tìm thấy chiếc trực thăng quân sự Z-9 do Trung Quốc sản xuất sau 17 ngày mất tích trong chuyến bay huấn luyện tại vùng núi Kardamom, tỉnh Posad. Theo tờ Khmer Times ngày 29 tháng 7, trực thăng này được phát hiện từ trên không nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Tướng Chum Suchit, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết lực lượng tìm kiếm đã xác định được vị trí của chiếc trực thăng. Hiện tại, lực lượng mặt đất đang trên đường tiếp cận địa điểm rơi máy bay tại sườn núi Dập Dài, xã Tam Đa, huyện Viêu Vèn, tỉnh Posad. Thiếu tướng Thong Solimo, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia nhấn mạnh tính kỹ lưỡng của cuộc tìm kiếm. Với hơn 1.000 nhân viên tham gia, sử dụng trực thăng và máy bay không người lái để bao phủ toàn bộ khu vực có thể. Cuộc tìm kiếm tập trung vào 3 khu vực miền núi, gồm núi Phnom Mok, còn gọi là núi Ma, cao 1.717m, núi Phnom Krom Phia, cao hơn 1.500m, và núi Phnom Giạc Dài, cao 1.240m. Chiếc trực thăng Z-9 cất cánh lúc 11 giờ ngày 12 tháng 7 để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay đường dài với đại úy Sun Pla và phi công Khang Chae-yut trên máy bay. Máy bay dự kiến trở lại vào lúc 14 giờ cùng ngày nhưng đã mất liên lạc và biến mất từ đó. Hiện chưa rõ số phận của những người trên máy bay. Hôm nay, các thợ lặn Philippines đã bịt
thành công các van rò rỉ của tàu chở dầu bị chìm ngay gần vùng biển của thị trấn Limay ở tỉnh Bataan tuần trước để ngăn chặn nguy cơ thảm họa môi trường. Đài ABS dẫn lời phát ngôn viên là Leonel Moran Infante của công ty Portavaga Ship Management Inc. là chủ sở hữu con tàu chở dầu bị chìm, cho biết hãng trục vớt Harbor Star Shipping Services đã bịt kín 12 van giảm áp chân không của tàu MT Terra Nova. 4 trong số đó đã bị rò rỉ dầu. Theo ông Infante, công ty Harbor Star Shipping Services đã sử dụng vật liệu đặc biệt để bịt kín các van nhiên liệu của con tàu Terra Nova. Dự kiến sau khi phá xong thì họ sẽ hút 1.4 triệu lít dầu từ con tàu này sang một tàu chở dầu khác vào ngày mai nếu như thời tiết tốt hơn. Tàu chở dầu MT Terra Nova bị chìm trong thời tiết xấu ngoài khơi của Manila vào sáng sớm ngày 25 tháng 7, làm một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và khiến Philippines phải đối mặt với nguy cơ xảy ra vụ tràn dầu tồi tệ nhất từ trước đến nay. Ông Infante cho biết, công ty bảo hiểm của con tàu này đang tiến hành bồi thường thiệt hại cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ tràn dầu, bao gồm có cả những ngư dân ven biển Philippines bị buộc phải tạm ngừng sinh kế. Công ty Portavaga Ship Management cũng đã đệ trình kế hoạch trục vớt và phục hồi cho lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines với những quy trình chi tiết hơn cho hoạt động thu gom và làm sạch dầu tại các cộng đồng bị ảnh hưởng. Số dầu bị rò rỉ từ con tàu này trước đó đã tràn đến bờ biển của thành phố Hagunoy cách Manila khoảng 40 cây số về phía tây bắc. Các đội dọn dẹp môi trường của tuần duyên Philippines đã được điều động đến khu vực này để giảm thiểu ảnh hưởng. COVID-19 khiến tỷ lệ tử vong ở Úc tăng cao. Ngày 29 tháng 7, các nhà nghiên cứu Úc cho biết COVID khiến tỷ lệ tử vong cao hơn mức trung bình. Các chuyên gia dự đoán tác động của căn bệnh sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều năm tới. Theo Viện Thống kê Bảo hiểm Úc năm 2023, tại Úc có thêm 5% số người tử vong, tương đương với 8.400 ca tử vong ngoài dự kiến. Các chuyên gia đã đo số người tử vong do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của COVID và phát hiện ra rằng tỷ lệ tử vong vẫn cao hơn so với mức trước đại dịch. Trong số hơn 8.400 ca tử vong, có khoảng 4.600 ca có liên quan trực tiếp đến COVID. Trong khi đó, số ca tử vong không liên quan đến COVID nhiều nhất ở những người trên 75 tuổi, với các bệnh liên quan đến tim mạch, đột quỵ, tiểu đường và chứng mất trí nhớ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tỷ lệ tử vong quá mức vào năm 2023 vẫn thấp hơn so với năm 2022. Phát ngôn viên của Viện Bảo hiểm Úc Karen Cutler cho rằng COVID có khả năng gây ra một số ca tử vong vượt mức trong nhiều năm tới, có thể là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong hoặc là yếu tố góp phần gây ra các nguyên nhân khác như bệnh tim mạch. Báo cáo cũng phát hiện ra rằng tỷ lệ tử vong của Úc thấp hơn mức trung bình toàn cầu, trong khi Ecuador, Mexico và Nga có tỷ lệ tử vong không rõ nguyên nhân cao nhất. New Zealand có tỷ lệ tử vong thấp nhất trong số 40 quốc gia có dữ liệu. Bản tin từ Indonesia cho biết, trời chỉ vì một câu đố là con gà hay là quả trứng có trước mà một người đã đâm chết người bạn nhậu của mình. Một án mạng vừa xảy ra ở tại ngôi làng Lakapera của tỉnh Đông Nam Sulawesi, khi một người đàn ông bị đâm chết sau cuộc tranh cãi về câu đố đó là con gà có trước hay là quả trứng có trước giữa hai người bạn nhậu. Theo báo Compass của Indonesia, sự việc xảy ra khi hai người này tụ tập uống rượu tại nhà của người thân, cùng với sự có mặt của một số người khác. Trong cơn say, hung thủ yêu cầu nạn nhân phải trả lời câu đố nói trên. Khi nạn nhân từ chối trả lời và rời đi, thì người đàn ông đã đặt câu hỏi, tức giận và trở về nhà lấy dao quay lại xử bạn nhậu của mình. Nghi can được cho là đã đâm nạn nhân đến 15 nhát dao. Nạn nhân được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Cảnh sát địa phương xác nhận vụ việc xảy ra là do sự hiểu lầm liên quan đến câu đố. Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Trưởng đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu lần đầu tiên thăm Việt Nam. Ông Lý Gia Siêu, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông sẽ thăm Việt Nam từ ngày 31 tháng 7 đến 2 tháng 8, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Lý Gia Siêu trên cương vị mới, sau khi ông được bầu làm trưởng đặc khu vào ngày 8 tháng 5 năm 2022.
Chuyến thăm này diễn ra theo lời mời của Phó Thủ tướng Việt Nam, ông Trần Lưu Quang, nhằm tăng cường tiếp xúc cấp cao và thúc đẩy trao đổi kinh tế, thương mại giữa hai bên. Hơn 30 đại diện từ các doanh nghiệp và giới chức trong các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, công nghệ, thương mại, công nghiệp, tài chính, dịch vụ hậu cần và du lịch của Hồng Kông sẽ đi cùng ông Lý Gia Siêu. Đặc khu Hồng Kông là một trong những trung tâm tài chính, thương mại và vận tải lớn nhất thế giới, đóng vai trò cửa ngõ kết nối đầu tư, thương mại, tài chính và dịch vụ hậu cần giữa Trung Quốc với thế giới và khu vực. Hồng Kông hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 và nhà đầu tư FDI lớn thứ 5 của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Hồng Kông trong ASEAN. Trong chuyến thăm, ông Lý Gia Siêu dự kiến sẽ có các hoạt động tại Hà Nội và Sài Gòn, bao gồm gặp gỡ lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và hội đàm với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Theo truyền thông nhà nước, chuyến thăm của ông Lý Gia Siêu đánh dấu một bước quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hồng Kông trên cả bình diện song phương và đa phương. 48 du khách trong một đoàn khách 182 người đến Mũi Né của Phan Thiết du lịch mới đây đã phải nhập viện do bị nghi là ngộ độc thực phẩm. Báo cáo của Sở Y tế Bình Thuận được truyền thông nhà nước loan tin. Sở nhận thông tin có 48 ca bị nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị ở Bệnh viện An Phước. 48 người này thuộc về đoàn khách gồm có 182 người đến lưu trú ở tại Resort The Sailing Bay Mũi Né, thuộc về phường Mũi Né của thành phố Phan Thiết, từ trưa ngày 26 tháng 7. Đoàn đã dùng bữa tối cùng ngày ở tại nhà hàng Cánh Buồm Vàng. Đến sáng 27 tháng 7, đoàn dùng buffet ở tại Resort The Sailing Bay Mũi Né với số lượng 182 người ăn. Đến trưa cùng ngày, đoàn tiếp tục dùng bữa trưa ở tại resort này với số lượng là 176 người. Tuy nhiên, đến 3 giờ chiều cùng ngày, nhiều người có những triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, v.v. Tất cả những người bị nghi là ngộ độc đều được chuyển đến Bệnh viện An Phước điều trị. Tính cho đến ngày nay, 43 trên 48 người nhập viện điều trị ở An Phước đã được xuất viện. 5 ca còn lại đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. VN Express dẫn lời đại diện của Sở Y tế Bình Thuận cho biết, họ đã tổ chức đoàn điều tra và thu thập tổng cộng 26 mẫu thức ăn lưu của bữa ăn sáng và bữa ăn trưa của ngày 27 tháng 7 ở nhà hàng của Sailing Bay Resort để kiểm nghiệm và đánh giá những chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Đại diện của Sở cũng cho biết là sẽ công bố nguyên nhân khi có kết quả kiểm nghiệm trong 3 hoặc là 5 ngày tới đây. Hơn 60 người mang súng, mã tấu xông vào quán tấn công khách, 37 người bị khởi tố tại Sài Gòn. Ngày 29 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú, Sài Gòn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 37 người liên quan đến vụ tấn công bằng súng và mã tấu tại một quán cà phê. Các bị can bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Công an cũng đang củng cố chứng cứ để xử phạt thêm về hành vi cố ý gây thương tích và hư hỏng tài sản, đồng thời truy bắt hơn 20 người khác có liên quan. Vụ việc xảy ra khi một nhóm hơn 60 người đi trên khoảng 30 chiếc xe máy xông vào quán cà phê trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Nhóm này mang theo nhiều hung khí như mã tấu, dao tự chế, súng và các loại vũ khí khác, tấn công khách trong quán và gây thương tích cho một nam giới. Sau khi tấn công, nhóm này đập phá tài sản của quán rồi tẩu thoát. Chỉ sau hơn 2 giờ nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ một số nghi can và tiếp tục truy bắt những người còn lại. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Văn Phi Trường, 20 tuổi, quận Bình Thạnh và Hồ Văn Hiền, 23 tuổi, quận Phú Nhuận. Trường đã tổ chức nhóm tấn công để giải quyết mâu thuẫn với Hiền. Khám xét khẩn cấp tại một bãi xe ở quận Bình Thạnh và một bãi đất trống ở quận 12, công an thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm, bao gồm súng tự chế, súng săn, đạn và các hung khí khác. Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và thu hồi tất cả vũ khí để bảo đảm an toàn cho người dân. Huyện Công Plông của tỉnh Kon Tum vừa trải qua 21 trận động đất liên tiếp chỉ trong cùng một ngày, với trận mạnh nhất đạt 5 độ Richter, gây rung chấn ở nhiều tỉnh của Tây Nguyên và miền Trung. Tính cho đến 12 giờ trưa ngày 29 tháng 7, ở huyện Công Plông đã xảy ra 38 trận động đất lớn nhỏ. Nguyên nhân là do hồ chứa thủy điện. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc về Viện Vật lý Địa cầu cho biết, các trận động đất xảy ra từ sáng sớm đến khuya, với độ lớn từ 2.5 cho đến 5 độ và độ sâu chấn tiêu là khoảng 8.1 cây số. Đây là số trận động đất trong một ngày cao nhất đã từng được ghi nhận ở tại đây, vượt qua kỷ lục là 12 trận trong vòng một ngày vào tháng 7 năm ngoái. Trong số các trận động đất, có một trận xảy ra vào buổi trưa có độ lớn là 5 độ, là trận mạnh nhất từng xảy ra ở khu vực này. Sự việc đã gây hư hỏng cho nhiều cơ sở, trụ sở y tế và tài sản của người dân. Dư chấn của trận động đất này được cảm nhận rõ rệt ở các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung cách đó đến hàng trăm cây số.
Ông Nguyễn Xuân Anh là Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết nguyên nhân gây ra động đất ở khu vực của huyện Công Plông đó là do động đất kích thích do hồ chứa thủy điện nằm ở trong vùng. Việc tích nước của các hồ chứa này có khả năng là nguyên nhân gây ra các trận động đất vừa qua. Tại huyện Công Plông có 6 công trình thủy điện, 3 công trình trong số đó có hồ chứa, đó là Thượng Công Tum, Đắc Green và Đắc Re. Viện Vật lý Địa cầu đang theo dõi chặt chẽ tình hình động đất ở tại Công Tum, nơi đã xảy ra nhiều trận động đất với xu hướng ngày càng tăng mạnh từ tháng 4 năm 2021. Viện Vật lý Địa cầu dự báo huyện Công Plông có thể tiếp tục xảy ra các trận động đất với độ lớn tối đa là từ 5 cho đến 5.5 độ trong thời gian tới. Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương, thưa quý vị. Hàng chục cửa hàng của Big Lots sẽ phải đóng cửa tại California. Big Lots dự kiến đóng cửa những cửa hàng trên toàn quốc. Việc đóng cửa sẽ diễn ra đầu tiên ở tại Cali. Nhà bán lẻ này cho biết là họ sẽ đóng cửa đến hàng trăm cửa hàng trong báo cáo quý được nộp mới đây, nhưng không tiết lộ thông tin về những cửa hàng nào sẽ bị ảnh hưởng. Công ty cho biết rằng lạm phát, chi phí hàng hóa và áp lực cạnh tranh đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của họ. Cali có 109 cửa hàng Big Lots, nhiều thứ hai sau cả nước, chỉ có sau Texas. Công ty này có 1.400 cửa hàng, tổng cộng trên toàn nước Mỹ. Mới đây, một biển báo đóng cửa rất lớn đã được đặt ở tại một cửa hàng Big Lots ở Sacramento. Đối với phần còn lại của California, các cửa hàng dự kiến sẽ bị đóng cửa. Theo trang mạng của Big Lots, bao gồm như là Anaheim, Santa Ana, Canyon Road, Atascadero, Bakersfield, v.v. Phụ nữ bị tấn công tình dục trong loạt vụ trộm cướp nhà ở Los Angeles. Sở Cảnh sát Los Angeles đang điều tra một loạt vụ trộm cướp nhà ở khu vực East Hollywood và Silver Lake. Trong đó có một vụ dẫn đến tấn công tình dục. Các vụ đột nhập xảy ra vào sáng sớm, theo cảnh sát từ bộ phận Northeast Area của Sở Cảnh sát Los Angeles. Trong thông báo trên mạng xã hội X, Officer Lillian Carranza cho biết một nữ nạn nhân đã bị tấn công tình dục trong phòng riêng khi đang ngủ. Mặc dù thời gian và địa điểm cụ thể của các vụ trộm và tấn công không được tiết lộ ngay lập tức, báo cáo từ ứng dụng Citizen cho biết hai vụ trộm xảy ra trên cùng một dãy phố Manzanita gần Fountain Avenue. Một cư dân ở khu vực Atwater đã chia sẻ đoạn video từ camera chuông cửa Ring với KTLA ghi lại cảnh một người đàn ông đá cửa trước nhà mình. Cư dân này cho biết đây là lần thứ 8 kẻ tình nghi cố gắng đột nhập, nhưng lần đầu tiên hắn thành công. Cư dân đã đuổi kẻ đó ra khỏi nhà và gọi cảnh sát nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Cảnh sát khuyến cáo cư dân khu vực nên bật tất cả đèn ngoài trời, khóa cửa sổ và cửa ra vào và cảnh giác với bất kỳ người hoặc phương tiện khả nghi nào. Để báo cáo hoạt động đáng ngờ, gọi 911. Ai có thông tin về các vụ trộm cướp này được khuyến khích liên lạc với thám tử Bridge của Northeast bằng cách gọi 323-561-3465. Trong giờ ngoài công việc và cuối tuần, gọi số 877-527-3247. Thông tin ẩn danh có thể được gửi đến LA Crime Stopper bằng cách gọi 1-800-222-8477 hoặc truy cập trang web Crime Stoppers. Một người gốc Việt trúng được 10 triệu Mỹ Kim từ vé số cào ở Nam California. Sở Số số California vừa thông báo là có 3 người trúng thưởng lớn từ vé số cào trong tuần qua, trong đó có một người gốc Việt. Tổng giải thưởng mà ba người này nhận được lên đến 21 triệu Mỹ Kim. Sau Montero, một trong ba người may mắn đã trúng được 1 triệu Mỹ Kim khi mua vé số Multiplier Craze Scratchers ở tại tiệm Prime Liquor Mart ở Whittier. Ông Montero cho biết ông sẽ dùng số tiền này để trả hết nợ căn nhà và có thể mua thêm một chiếc xe mới. Ông chia sẻ rằng mình chưa bao giờ trúng số lớn như vậy và phải mất một lúc mới nhận ra là mình đã trúng. Trong khi đó, Janet Copledge từ Dublin, miền Bắc của Cali và Phong Nguyễn từ Costa Mesa, miền Nam của Cali đều trúng giải thưởng lớn nhất trị giá 10 triệu. Copledge mua vé số Cali 200X Scratchers ở tại A&A, Gas and Food Mart, còn Phong Nguyễn thì mua vé Super Bonus Scratchers ở tại Manon Altadena Dairy trên đường Baker Street. Sở Số số Cali xác nhận thông tin này vào ngày 25 tháng 7, đánh dấu một tuần may mắn cho ba người trúng thưởng, đặc biệt là người gốc Việt Phong Nguyễn, khi trở thành triệu phú nhờ vé số cào. Và đó là các bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt.